chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với trang thông tin của Thiền và Tuổi Trẻ. Đã rất lâu rồi chúng mình không tương tác với nhau, các bạn có khỏe không? Hiện tại dịch corona ở Đức cũng như ở châu Âu đang diễn biến khá là phức tạp nên phần lớn mọi người đều ở nhà. Qua đó thì chúng ta có nhiều thời gian hơn để rèn luyện cũng như chăm sóc cho bản thân mình, nắm bắt được suy nghĩ chung của các bạn. Và một phần chúng mình cũng muốn hâm nóng lại sân chơi của Thiền và Tuổi Trẻ, nên bọn mình đã chuẩn bị cho ra mắt hai chương trình. Đó chính là chương trình đầu tiên là sân chơi rèn luyện thể thao. Các bạn hãy chia sẻ với Thiền và Tuổi Trẻ những video clip mà ghi nhận lại quá trình rèn luyện bản thân của bạn. Chẳng hạn như bạn chạy bộ này thì hãy chụp lại số cây số mà bạn đã chạy, hay khi bạn leo núi thì bạn có thể chụp lại những cái khoảng không đẹp mà chỉ ở trên đỉnh núi đấy mới có thể thấy được. Chương trình thứ hai của chúng mình là Tuổi Trẻ và Những Khó Khăn. Chúng mình sẽ tạo một group Thiền và Tuổi Trẻ và chúng mình sẽ để link ở bên dưới, các bạn nhớ ấn kích vào nhé. Tại đây thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau tất cả những vấn đề khó khăn và vướng mắc trong cuộc sống, ví dụ như chuyện tình cảm, chuyện công việc, học tập hay cũng như là các mối quan hệ tân tân, mọi thứ các bạn đều có thể chia sẻ tại đây. Chúng mình sẽ mời thầy Thích Pháp Nhật, chủ trì Thiền viện Pháp Quang ở Đức, đứng ra trả lời cũng như tư vấn giúp các vấn đề của các bạn. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn hai chương trình đặc biệt sắp tới của Thiền và Tuổi Trẻ. Hy vọng các bạn sẽ nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ cho chương trình để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa những năng lượng tích cực đến cho mọi người. Thay mặt cho Thiền và Tuổi Trẻ, mình gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe cũng như là thành công trong cuộc sống. Chương trình đến đây là hết rồi. Xin tạm biệt.